Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bidat.vn và chúng ta đến với cuộc đối đầu giữa Trần Minh Quang và cầu thủ Nam Phong trong khuôn khổ giải đấu vô địch quốc gia 2024. Hiện tại thì tạm thời kết quả đang là 2-1. 2-1 chia đều cho hai tuyển thủ chúng ta. Giải đấu của chúng ta thì được phát sóng trực tiếp bởi Bidat.vn và được sản xuất bởi Vosport các bạn. Các bạn đừng quên là để lại những cái like để ủng hộ cho Bidat.vn cũng như là động lực cho bọn mình để có thể đồng hành cùng các bạn xa hơn ở giải đấu năm nay. Nam Phong thì sinh năm 2011 nha anh em. Và hiện tại thì Nam Phong đang là học trò của thầy Tuấn Con. Nói chung thì Nam Phong là một cầu thủ khá đặc biệt. Nhưng mà Nam Phong thì không có được một cái cơ thể hoàn hảo như chúng ta. Nam Phong vẫn là một tài năng trẻ rất đáng cân nhắc. Và hy vọng rằng ở dưới bàn tay và sự nhào nặn của thầy Tuấn Con thì Nam Phong sẽ sớm có thể đạt được cho mình những cái đỉnh cao mới. Ôi, cú lưu tự tin đấy. Giữa hộp luôn. Hay quá. Tạm thời thì Nam Phong sẽ vươn lên dẫn trước Minh Quang ở trong trận đấu này với kết quả là 2-1 sau cái set thi đấu vừa. Xin lỗi các bạn, đó là sau ván thi đấu vừa rồi. Nam Phong thì bị khiếm thính anh em ạ. Nên là Nam Phong cũng đã tạm dừng cái việc học của mình để có thể theo đuổi BA chuyên nghiệp. Và hiện tại thì mình tin rằng là với cái sự dẫn dắt đến từ anh Tuấn Con thì sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ có được những cái trận đấu cũng như là những cái giải đấu có cái tên của Nam Phong xuất hiện ở đó với một vị trí cao, chủ động nhường lại cái view ngắm cho Nam Phong đến từ anh Minh Quang. Thank you.
Nam Phong sinh năm 2011 các bạn. Rất là một độ tuổi khá trẻ. Thì nó chạy đạn chưa quá tốt đến từ Nam Phong. Và bây giờ thì cầu thủ Minh Quang cũng đã vừa có một pha xử lý hơi lỗi một chút. Lỡ ăn cho mình một bim tiêu nhưng cái thì lại xấu. Hơi thiếu chính xác một chút. Rất đáng tiếc. Giải đấu vô địch quốc gia của chúng ta sẽ diễn ra từ ngày 9 tới ngày 18 anh em ạ. Và địa điểm tổ chức thì ở Quảng Ngãi. Giải đấu của chúng ta được tổ chức bởi Liên đoàn Billiard và Snooker Việt Nam các bạn nhé. Bây giờ thì mới đang là ở vòng 1 thôi. Trước mắt thì chúng ta sẽ còn khá là nhiều những vòng thi đấu nữa và trong những ngày thi đấu tiếp theo. Ngày thi đấu hôm nay thì cũng có khá nhiều những bất ngờ, có khá nhiều những bất ngờ xảy ra. Ngoài ra thì với những diễn biến live stream trực tiếp thì bọn mình cũng sẽ có cập nhật kết quả ở trên fanpage Billiard.vn. Anh em có thể theo dõi fanpage cũng như để lại một sub để ủng hộ cho channel của tụi mình. Giải đấu lần này thì được sản xuất bởi Box Sport và phát trực tiếp trên các kênh sóng của Billiard.vn anh em ạ. Một con 4 lỗ 10. Có lẽ sẽ là một con 4 lỗ 10 dành cho Nam Phong. Hơi đáng tiếc một chút. Nó gặp trúng 8 mất rồi. Không phải, xin lỗi các bạn, đó một con 6 không phải là quá khó dành cho cầu thủ Minh Quang. Có thể thấy sau cái tình huống đánh vừa rồi thì cái tinh túy của thầy Tuấn Còn có lẽ cũng đang được Nam Phong kế thừa và phát huy. Điểm số thứ hai dành cho cầu thủ Trần Minh Quang. Chỉ với một cái sai lầm nho nhỏ sau khi mà điều lỗi bị một tỷ số 6 thôi. Ngay lập tức thì Nam Phong đã phải đánh rơi điểm số vào tay của cầu thủ Trần Minh Quang rồi.
Giải vô địch quốc gia của chúng ta trong ngày thi đấu hôm nay thì cũng có rất nhiều những tình huống mà khá là vui nhộn, ví dụ như là cầu thủ An Nhiệt sáng nay đang ngủ thì bị anh em gọi dậy đi đánh bia, trong khi là mình đã được vào vòng sau rồi. Cú phá rất tốt đến từ cầu thủ Trần Minh Quang, hai bi mục tiêu, có lẽ là một con bốn đang hơi xấu một chút. Thì nó đã chặn giữa bi cái và bi mục tiêu số 2 mất rồi, nếu như mình không nhầm. Đúng là như vậy. Như vậy thì sẽ quyết định là kết quả của đánh an toàn. Với một cái hình bi nó không thực sự là quá đẹp sau cú phá vừa rồi. Nam Phong là 2011 anh em ạ. Thì năm nay là tính cả tuổi mụ là 14 tuổi. Chạy đạn rất tốt. Mình nghĩ là cái nền tảng kỹ thuật của Nam Phong cũng khá là ổn. Tình huống chạy đạn vừa rồi. Không thành công đến từ cầu thủ Trần Minh Quang. Quyết định của Nam Phong đó sẽ là một pha cộng 9 nhá. Nắm nghía rất kỹ trước khi mà tung ra cho mình cú đánh. Rồi, cộng 9 thành công. Chúc mừng Nam Phong với điểm số thứ 3 của mình. Thêm một lần nữa thì Nam Phong vươn lên dẫn trước Minh Quang ở trong trận thi đấu này. Rất quyết đoán về triển vọng anh em ạ. Vâng, trong một giải đấu BA như là giải đấu vô địch quốc gia thì mình nghĩ độ tuổi không phải một vấn đề quá quan trọng. Bởi vì cá nhân mình nghĩ rằng là ở độ tuổi nào thì cũng như vậy thôi. Chúng ta tham gia thi đấu, đó là thi đấu trình độ BA mà. Chúng ta có tham gia thi đấu độ tuổi đâu anh em. Quan trọng là tự tin và chúng ta có một cái sự cọ sát với các cầu thủ khác để có thể, nếu như mà thua thì sẽ là kinh nghiệm để đi xa hơn những giải đấu tiếp theo. Rất tươi cho Nam Phong. Thì đi mà mình tin rằng Nam Phong hoàn toàn có thể đi chấm được. Rất nhiều bi mục tiêu cửa lỗ.
cũng như là những cái hình bi nối nhau là không quá khó. Thôi rồi, hơi tiếc cho Nam Phong, con bi này nó đã bị đuôi mất rồi. Nếu tình huống đó mà Nam Phong đánh nhẹ hơn một chút thì sẽ rất đẹp. Cú sút tê của Nam Phong hơi đáng tiếc. Cả bộ rất đẹp rồi nhưng mà cú đánh thì có vẻ là chưa chính xác cho lắm. Con 6 đến đường xa, vẫn là một con 6 cần sự chính xác đến từ Minh Quang. Thành 6 rất chính xác. Còn khả năng sẽ là điểm số thứ 3 dành cho Minh Quang mà thôi. Còn thể thức của chúng ta là Ray 9 anh em nhé. Là sẽ Ray 9. Con cái mà có lẽ là Minh Quang đã điều không quá đẹp. Nhưng mà góc thì là vẫn còn nguyên dành cho Minh Quang. Rồi, rất chính xác. Ba đều. Bám đuổi nhau từng điểm số 1 ở trong trận thi đấu này. Chào anh em nhé, mình tên Thành anh em ạ. Giải đấu của chúng ta thì sẽ diễn ra từ ngày mùng 9 tới ngày 18 anh em ạ. Giải đấu được tổ chức ở Quảng Ngãi và được tổ chức bởi Liên đoàn Billiard và Snooker Việt Nam. Giải đấu sẽ được sản xuất bởi Boxsport và phát trực tiếp trên các kênh sóng của Billiard.vn. Ngoài ngoài YouTube ra thì bọn mình còn có trên cả Facebook và TikTok nữa. Anh em có thể follow những nền tảng còn lại của bọn mình để cập nhật những cái thông tin về giải đấu cũng như là kết quả xoay canh những trận đấu. Tình huống cộng con bi 6 có vẻ như là không thành công đến từ Minh Quang rồi. Mặc dù thì cú phá của Minh Quang là một cú phá tốt, nhưng sau đó thì vẫn là một con 2 hơi cứng đầu một chút. Và đây sẽ là cơ hội để cho Nam Phong có thể thêm một lần nữa vươn lên dẫn trước Minh Quang ở trong trận thi đấu này.
hình bi là quá tươi dành cho Nam Phong rồi. Với việc là sinh năm 2011 thì Nam Phong vẫn còn với quãng đường rất là dài ở phía trước. Còn rất nhiều điều để Nam Phong phải học hỏi ở trong những giải đấu như thế này. Mình nghĩ những giải đấu như thế này Nam Phong tham gia thì cái việc mà thắng hay thua nó không phải là một điều gì đó thực sự là quan trọng với Nam Phong đâu. Mà thứ quan trọng nhất thầy Tuấn Con muốn Nam Phong có được có lẽ đó là kinh nghiệm và những cái bản lĩnh cọ sát cùng với những đối thủ cứng tay hơn mình. Điểm số thứ tư dành cho Nam Phong sau ván thi đấu vừa rồi. Vâng, Nam Phong thì được sự ủng hộ. Và hiện tại thì Nam Phong cũng đang tạm dừng việc học của mình để có thể theo đuổi bia chuyên nghiệp anh em ạ. Và đến với ván thi đấu thứ 8. Và tiếp tục là Nam Phong. Thêm một tình huống phá thành công nữa dành cho cơ thủ trẻ của chúng ta. Ở thời điểm hiện tại mà để nếu như mà để so sánh Nam Phong của chúng ta với như vậy là một tình huống mà chỉ đơn giản là trọng tài muốn Nam Phong nhường cho đúng rồi đấy. Tình huống mà trọng tài chỉ muốn Nam Phong nhường cho cơ thủ ở bàn bên cạnh đánh trước thôi. Và mình lại tưởng là Nam Phong phá bị lỗi gì cơ. Tình huống phòng thủ đến từ Minh Quang. Quá hay. Và chạy đạn quá hay của Nam Phong. Và như vậy là Minh Quang đã bắt buộc phải phạm lỗi rồi. Một tình huống chạy đạn của Nam Phong mà nếu như thường thấy thì chỉ có thể thường thấy ở những giải đấu quốc tế thôi. Những tình huống chạy đạn rất là hay. Quả số con cái đấy quá nét anh em ạ. Tiếp tục có vẻ như là Nam Phong lại muốn tung ra cho mình thêm một pha thủ bi nữa. À, chúng ta hãy cùng xem con cái của Nam Phong nào. Còn lần này thì có vẻ như con cái nó đã không nằm sau đít bi mục tiêu số 7 nữa. Nhưng vẫn là một con cái khó. Vì đây đã là con cái côn bằng. Thêm một lỗi nữa dành cho Minh Quang. Một lỗi đánh rất khó chịu.
có lẽ là Nam Phong sẽ bắt đầu muốn ăn bi rồi. Đình bi đã bắt đầu tơi. Tình huống này với góc cao này thực sự là mình cũng không biết là có thể ăn hai được không, nhưng hoàn toàn có thể thủ bi đến từ Nam Phong. Ui. Lần này thì Nam Phong giấu bi kỹ hơn một chút, rất đáng tiếc cho cơ thủ trẻ của chúng ta. Nam Phong giấu bi cái xuống lỗ mất rồi. Với góc cam này thì mình cũng không chắc lắm là cái tình huống đấy thì có đường ăn hai hay không, nhưng mà chắc chắn là đường thủ bi thì hoàn toàn có, với việc là có thể cất hai xuống phía dưới bi mục tiêu số 7 hoặc bi số 9 rồi đưa cái về phía bên trên kia bàn. Nhưng mà đó là một tình huống mà Nam Phong đã phải trả giá rồi khi mà cơ thủ trẻ của chúng ta để chết mất cái. Đây là cơ hội để cho Minh Quang có thể bám đuổi về mặt tỷ số. Trời ơi, rất đáng tiếc dành cho Minh Quang. Một tình huống lắc cái lỗ thật không tin được. Cá nhân mình cũng nghĩ là đã hết với cái bàn này rồi. Nhưng vừa rồi thì Minh Quang đã mắc lỗi ở bi mục tiêu số 7. Và đây chính là cơ hội để cho Nam Phong có thể dẫn xa hơn ở trong trận thi đấu này. Điều con cái về mục tiêu số 9. Tạo những cái sự bình tĩnh đến từ Nam Phong. Con bi 9 quyết định này rất khó để cho Nam Phong có thể trượt với cú đánh vừa rồi. 5-4. Vâng, sao tự nhiên tôi thấy Minh Quang lên 5 thế kia. Chết rồi. Anh em kỹ thuật viên có khi lại fan của Minh Quang. Vâng, giải đấu của chúng ta thì được tổ chức từ ngày 9 tới ngày 18 tháng 3 tại Quảng Ngãi anh em nhé. Và giải đấu của chúng ta thì được tổ chức bởi Liên đoàn Bia và Snooker Việt Nam, được sản xuất và phát sóng trực tiếp bởi Box Sport cũng như là phát sóng trên các kênh sóng của Bidap Full VN. Anh em đừng quên là để lại một like cũng như là một subscribe, một follow để ủng hộ cho bọn mình. Chúng ta đến với ván thi đấu tiếp theo, cặp đối đầu giữa Minh Quang và Nam Phong. Thêm một cú phá là tốt nữa của Minh Quang. Thank you.
Phải hết sức cẩn thận, nếu như không thì rất dễ chặn đầu gậy vào bàn 8. Cái đẹp dành cho Minh Quang. Đến hình này thì chắc chắn là không còn gì khó khăn với Minh Quang nữa rồi. Chỉ trừ là cái tình huống lại giống con 7 vừa nãy lắc lỗ thôi. Con 8 vừa rồi mà lắc lỗ nữa thì chắc là ngày hôm nay Minh Quang sẽ cảm thấy mình đen lắm. Điểm số thứ 4 dành cho Minh Quang ở trong trận thi đấu này. Rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5. Có lẽ sẽ là tạm nghỉ giải lao đến từ hai cầu thủ của chúng ta trước khi quay trở lại với diễn biến tiếp theo. Quân nhé. Vừa đây máy nó rung động mà bạn không biết cái gì là. Nó đang thu 4-5. Họ đang dẫn mình 5.
chủ quan. Có phải đỡ dễ mà đẩy nhẹ cái đường mình đi cắm trượt tay. Chẳng biết sinh năm bao nhiêu. Chú tể mới vào đây mà đánh. Chào điện tử Văn Thánh nhá. Chào mọi người đến xem. Các em chia sẻ cùng với mình nhé. Đâu đang dầm thế nào anh ạ? Chào chị Linh nhá. Nam Phong đang dẫn 5-4 bạn ạ. Đang nghỉ giải Nam. Chào chị Linh đang xem, nghe lo bình luận nha. Anh Việt thua rồi. Chào anh Trung nha, chia sẻ đây Trung ơi. Mời em xuống bánh tiếp đây. Muốn hỏi gì về Nam Phong các thứ thì mình sẽ trả lời nhanh cho mọi người. Bắt đầu vào. Thầy Tuấn không đánh bạn ạ. Thầy Tuấn không phải đánh vòng 1. Mười mấy năm rồi thầy không phải đánh vòng 1. Vâng, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh sóng của Viet Pool VN và chúng ta đến với diễn biến tiếp theo trong cuối đầu giữa Vinh Quang và Nam Phong trong cuộc giải đấu vô địch quốc gia 2024 Vidas Snooker. Còn tạm thời cầu thủ Nam Phong đang tạm thời dẫn trước cầu thủ Vinh Quang với cái tỷ số đó là 5-4. Như vậy là có vẻ là thiếu bếp rồi. Ngay sau đó thì Minh Quang cũng đã không thể xử lý được bi mục tiêu số 1. Bảy bi mục tiêu trên bàn mà thôi, một cơ hội rất lớn để cho Nam Phong có thể tiếp tục gia tăng khoảng cách. Thì mà chính Nam Phong là người phá chết hai bi, nhưng đây là một con bi mục tiêu số 2, không quá dễ, nó sẽ hơi khó một chút. Wow, rất chính xác từ Nam Phong. Hơi đáng tiếc. Có lẽ là Nam Phong đã bảo mạnh nhau. Anh khoảng hơi chú tâm đến tình huống nhiều cái và đánh hỏng mất bi mục tiêu số 5 vừa rồi. Như vậy thì Minh Quang sẽ là người có cơ hội với 4 bi mục tiêu còn lại. Rất khó để cho Minh Quang có thể gặp lỗi khi con bi số 6 nằm ở cái vị trí Nam Phong. Rất là tuyệt vời. Còn mắt răng ràng C là C ở cơ cổ. Hay thì Nam Phong dẫn tỷ số 5-4. Một cơ hội là đưa tỷ số mình đều lại cao và nó giang được. Rất thoát tay.
hình điều này ta có thể để chơi một tăng lên thì mình có xếp 4 bằng luôn. Đá mạnh chân nhá, em cứ để ý like của anh, TikTok của anh thì ở trận của anh phát là lên like luôn. Lực của bàn này thì chắc chắn là đủ lực luôn. Bàn này nỉ bon này, có lực này bon chậm rồi thoải mãi. Con 9 kia mình không rõ là đã sắt băng chưa, hình như là nó chưa sắt băng anh em ạ. À. Ba có bàn kiện xong rồi. Bây giờ chuẩn bị trận 107 rồi. Hơi khó nhìn một chút nhưng vẫn sẽ là một con 9 được ăn lỗ 5 mà thôi. Minh Quang, điểm số thứ 5 dành cho Minh Quang. TikTok của Phi Phi theo dõi mình từ hôm qua đến giờ. Cố gắng hôm qua là rất nhiều trận hay anh em xem từ ai đầu tiên phát là được tận tóc giảm. Nói quá nhiều hôm qua nói 6-7 tiếng giờ hôm nay là mất giọng rồi. Ngày giọng mất rồi, tất nhiên là bây giờ giọng mình trầm hơn hẳn. Mà Minh Quang thì xin lỗi các bạn, đó là Nam Phong thì là học trò của thầy Tuấn Con anh em ạ. Nam Phong sinh năm 2011. Mình nghĩ là đang vòng một thì các cầu thủ chúng ta cứ thoải mái cọ sát thôi. Chúng ta đến với ván thi đấu thứ 11. Bằng quyền phá bi thuộc về cầu thủ Minh Quang. Hai bi tiêu dành cho Minh Quang. Các em đến đang 13, 14, 3 tuổi. 6, 7 năm nữa tầm 20 tuổi thì các em nữa là gì nên tầm nào thì chưa thể biết được. Các cầu thủ có tên tuổi của chúng ta thì đa số đều đã được miễn vòng 1 anh em ạ. Ví dụ như anh ăn nhiệt sáng nay đang ngủ, tự nhiên mọi người gọi dậy đi đánh bia. Không biết đánh bia ở đâu. Hóa ra đi đánh giải vô địch quốc gia. Nhưng mà anh Trường An thì đã được vào thẳng vòng sau rồi. Vẫn là một con ba khó. Con ba khó của Nam Phong. Phong luôn này đổi thành Nam Phong bão táp. Tuyệt vời. Tình huống xử lý quá tuyệt vời. Nhưng có vẻ như là cái da chưa đủ để có má 4. Cái đã đủ má 4, tình huống đánh con 4 rất chính xác. Cứ stun đi để giúp cho Nam Phong có thể đánh đi từ chỗ 6 dễ dàng hơn. Anh em đừng tiếc thả tìm nướng đội bóng nào suốt sụp ok. Ôi đây hơi nhẹ rồi anh em là bảy chén mỏng đấy nhá. Em mà học trò tấn con là má chén mỏng này má tay cực kỳ luôn nhá. Thằng Phong học trò tấn con chén đi cân cân có đại không? Không rồi. Nhưng mà thủ vi có lẽ là hơi thiếu kinh nghiệm một chút. Rồi em Phong cần chết hơn vậy thì hai lai của hai lai luôn. Anh em đang theo dõi đây là giải đấu quốc gia nhé. Giới thiệu cho một số anh em mới vào phim live chưa rõ. Ôi giời. Điều cái hơi lỗi của mình qua. Đấu Nam đây. Còn cái vừa rồi thì Minh Quang có lẽ đã cho nó uống hơi nhiều phê các bạn ạ. Vâng, cập nhật thông tin giúp mình để ý rằng là cái đi rất xoài. Thông tin hữu ích thì comment chia sẻ với mọi người. Mình thì đang ngồi đây chuẩn bị đến lượt thi đấu rồi.
đặt lỡ đây mình đánh đi một người vào xem mình tê như thế nào nhá. Ôi trời ơi, tôi chết, tôi vừa động đến một từ tê rồi Nam Phong trượt con bẫy đặt đi rất thần đáng. Ừ, Nam Phong sau đó thì cũng đã có một tình huống điều bị lỗi. Đi ra để mà 8 vách, ăn 8 điều 9. Như mình nói trước đó thì Nam Phong có vẻ như là hơi để ý đến những cái tình huống điều bi quá. Và đến lượt Minh Quang cũng tiếp tục lỗi luôn. Một con bi số 7 rất ác quỷ trong trận thi đấu này. Thực ra cực kỳ khắc nghiệt của mình nhé. Có một mạng duy nhất ở đây ai cũng tầm nhìn đẹp nề cực kỳ luôn. Cái kẻ nhìn sơn mà cơ thủ Nam Phong là cơ thủ nhí bạn nhé. Cơ thủ qua mắt ra mình cũng là rất to tiếng luôn, làm đi áo củi ấy. Anh em mà gặp ở ngoài rất là khó thở luôn đấy. Nhưng mà trong giải nó nhiều khớp căng ấy, tạo áp lực tâm lý. Đây là một con chín, tất nhiên là không gần. Anh em mà chưa cảm nhận được cảm giác là cần rất nhiều sự chính xác với cú chém của Nam Phong. Đang đi vào đăng ký rồi anh em sẽ tự biết mình đánh chém con chín này thôi. Nam Phong sẽ vươn lên dẫn trước chỉ còn 6 năm. Mình động tác rất nhiều rồi. Tay là chín hơi rãy một tí ở cửa lỗ nhưng mà chắc là không sao. 6 năm cho Nam Phong rồi. Vẫn là một điểm số nữa dành cho cầu thủ Nam Phong. Có cảm giác là Minh Quang đang hơi vội vàng một chút trong những cú đánh của mình các bạn. Đúng rồi, thì đẹp chắc. Phong một thời gian nữa thì khét. Như thế này đã khét rồi. Cực kỳ cứng cáp luôn ý. Hiện tại Phong độ có những tình huống bỏ lỡ điểm rất là ngon ăn. Đánh được như thế này ngoài rất hay. Chào chừng nhé. Rây chặn 9. Tất cả các game ở đây sẽ là rây chặn 9 ngày hôm nay. Vâng, tôi slide trên này. Ngày 20 phút nữa là đến lượt thi đấu của tôi rồi. Chúng ta đến với ván thi đấu thứ 12. Người có quyền phá bi đó chính là Nam Phong. Chỉnh chu xem tá lắm, xem cái bé 13 tuổi có lực phá ok, có khỏe không ạ? Chưa, à, lực uy lực luôn anh em. Ăn một ăn ở thế thì không ăn bi nào. Ở đây ăn con hai tiền rồi. Nguyễn Trường Trinh theo thông tin mình cập nhật thì Tuyên Con đã thắng rồi bạn nhé. Nhìn rất giống với tình huống phá thuê anh em ạ. Nam Phong phá con 1 ra giữa cửa lỗ. Vâng, rất nhiều. Bị số 2 thì cũng đã nằm sẵn ở cửa lỗ rồi. Nổi tiếng trên top top rồi. Tuyên Con là một tài năng trẻ nhé anh em. Xe rồi. Cái già vẫn có thể đủ đến nhà. 2-4 về xa với Tuyên phải 2-4 không nhỉ? Tên của An Nhiệt ở vòng 1. Vì vậy là sáng nay An Nhiệt cũng ngủ ở nhà thôi. Đến lượt thi đấu không thấy mọi người gọi An Nhiệt vào không phải đánh nữa. Đang ngủ ngon mà lại gọi. Lít vọc anh ơi là sorry anh em nhé. Mình điều chỉnh nhé. Ok anh xem mic ok chưa? Comment mình một câu. An Bi kết hình rồi. Đây có lẽ sẽ là điểm số thứ 6 dành cho Minh Quang. Hình đẹp quá anh em ạ. Chào bạn nhé, mình chuẩn thua rồi. Chuẩn thua rồi. Trong tiền trận tiếp theo của anh Sếu thì mình chưa có. Đứng con đến vòng này rồi. Đến đẳng bắt. Đến lấy kỳ. Thank you.
luôn. Bắt đầu vất vả cho Nam Phong rồi thì sẽ là 6 điều nhá. Anh tơ thủ. Điểm số thứ 6 dành cho Minh Quang. Đơn giản sau tình huống phá bi gần như là đã quá ngon cơm rồi. Nam Phong phá 1-2 đều cửa lỗ hết. Minh Quang chỉ đơn giản là đi chấm thôi. U gần 40 đánh cả u 10 mấy thế này. Trận của anh An Nhiệt thì không sao cả anh em. Trận của cầu thủ An Nhiệt thì chỉ đơn giản là cầu thủ An Nhiệt đã được vào vòng sau thôi. Không phải là người quên, không phải là tắc đường hay gì. Đồng cơ hết. Nghiệp sư và chuyên nghiệp gặp nhau là đồng cơ hết anh em. Đi xem là ai thể hiện tốt hơn. Nghe mà bắn tim cho Nam Phong thì đâu. Đi qua nhớ cho mình xin một follow. Chúng ta đến với ván thi đấu thứ 13. Tạm thời kết quả đang là 6 đều. Nghe follow này có thông tin cập nhật. Cú phá chết 3 bi của cầu thủ Trần Minh Quang. Wow. Đã thắng một trận rồi bạn nhé, tiền còn thắng được. Mẹ thức chờ vào gói trận tiếp theo là tiền còn khả năng được vào, không phải vào ngày mai đấy. Nhà nhiều số 3 hơi sớm một chút là đó sẽ là một tình huống mà Minh Quang có thể thủ bi được. Ok anh em hãy những thông tin chi tiết về lượt trận các cầu thủ thì biết là không thể nắm được. Các cầu thủ cứ chủ động ra nhà thi đấu trước lượt trận của mình, đợi trọng tài gọi cho đánh trước. Như giải các câu lạc bộ số lượng người ít, giải này gần mấy trăm người cơ. Giải này không chia hạng các bạn nhé, Nam Phong hiện tại là đánh đồng hết. Giải này đánh đồng hết nhé, chỉ biết là bây giờ anh em nghiệp dư thế thôi. Đơn giản đó là tình huống cắt dán thủ công đến từ Nam Phong mà thôi. Mày mắn Nam Phong rồi, anh em cổ vũ mạnh thế mà. Cắt dán thủ công của mình từ số 3 đó rồi. Để có thể tiếp tục mang về cơ hội với điểm số thứ 7. Bây giờ B3 thì không quá dễ dàng dành cho Nam Phong. Anh hợp tôi đấy nhé. Có đăng tải về chỗ là thi đấu đấy. Hơi thiếu chính xác. Đuôi công. Đấy, bộ này là nhảy với em. Nhảy với em được. Rồi, Nam Phong học trò thần con. Cảm ơn Dây Duy Thuận chia sẻ nhé. Vẫn ra một con bi đùi. Con sắp đi Mỹ rồi. Sao tình huống vừa rồi thì không đuôi nhưng mà là không có má ăn dành cho cơ thủ Minh Quang. Và sau đó thì Minh Quang cũng đã tung ra cho mình một tình huống thủ bi. Nhìn cực kỳ trẻ, 13-14 tuổi thôi. 13 tuổi thôi. 2K12 thì mới 12. Con bi hơi xa và nếu như Nam Phong muốn nhảy bi phải để ý mình tiêu số 7. Thua rồi bạn nhé. Vừa đánh ở bàn bên cạnh xong rồi vừa xem rồi. Còn tiếp cho anh Kiên Nhâm. Cái bộ là rất khó. 9 anh em. Bây giờ thì gió 6 đều anh em. Sợ rằng đây là một cú nhảy không đủ. Do không lợi đủ về thật các bạn ạ. Chiều cao đây này. Cái cầu tay rồi cái bộ nhảy đi rất là khó. Nó không thể nào đáp ứng cho một cú nhảy chính xác và mạnh được. Hơi cố quá để có thể tung ra một tình huống sút tê đến từ Nam Phong mất rồi. Máy trên tay. Cũng giống như là anh em biết Shane Van Bowing không? Shane Van Bowing là cầu thủ kiếm tính anh em nhé. Được kiểu có ba chạm vẫn đẹp cho vào ngày nhìn đẹp rồi anh em ạ. Chạm thở hết rồi. Và bóng này có sẩy đất. Anh rất nhiều cơ thủ là mình cũng cập nhật được hết danh sách Nghệ An. À này có anh Kỳ Nhông nữa này, Kỳ Nhông Nghệ An. Đoàn Nghệ An thì qua mình xem qua cái mạng thì đang là chiến thắng 90% những cơ thủ tham gia là đã có được thắng đầu tiên anh em nhé. Ok, hiểu như điều gì luôn kia Trần Công Trình rồi. Đây rồi. Thầy Tuấn không ở đây bạn nhé, thầy Tuấn ở nhà bận
tập luyện rồi. Như lần đầu tiên thì phải nhiều việc mà sắp đi đấu. Đầu tiên trong trận thi đấu này, Minh Quang vươn lên dẫn trước Nam Phong với tỷ số là 7-6. Trận 9 anh em nhìn máy quay nháy mắt. Trời ơi, 7-6 may quá tôi là một bình luận viên nam. Em thông cảm giọng tôi hôm qua tôi ngồi live giọng cái tiếng nói nhiều rồi. Tôi mà là một bình luận viên nữ là có khi thì cũng đứ đừ với cú nháy mắt vừa rồi đây anh em ạ. Giải đấu của chúng ta thì tổ chức từ ngày mùng 9 tới ngày 18 tháng 3. Và địa điểm tổ chức đó ở Quảng Ngãi các bạn nhé. Đơn vị tổ chức thì là Liên đoàn Billiard và Snooker Việt Nam. Giải đấu được sản xuất và phát sóng trực tiếp bởi Box Sport trên các kênh sóng của Billiard Pool VN. Thi đấu của anh Phong nhí mà nhìn rất. Anh em đừng quên để lại một like cũng như là một follow để ủng hộ cho bọn mình và nhận những cái thông tin tiếp theo về những giải đấu được diễn ra trong tương lai. À, tiếng bình luận của mình vẫn bé anh em. Alo, alo. Cơ thủ chuyên nghiệp rồi. Giải đánh chung kết thì số đại tưởng cũng nhỏ về tiền mặt thôi, mà về tinh thần là thành tích. Chúng ta cùng đến với ván thi đấu thứ 14 trong trận đấu này và người đang đi hợp lệ ăn một bi người phá bi đó Nam Phong thì một không à. Có một bi mục tiêu ba bi bếp. Biết là còn riêng đường quá hợp lệ dành cho Nam Phong rồi. Đó rồi. Khải Nguyễn Anh Khải là giải anh bạn nên anh nhất định follow TikTok mình đi để cập nhật để sớm nhất trận anh Khải mình sẽ phải like trận đấy luôn. Toàn like trận anh Khải là gần như là khán giả mãn nhãn luôn. Xem cực kỳ sướng luôn. Nếu con bi số 1 đang không được đẹp lắm thì có lẽ Nam Phong sẽ đánh an toàn. Push out cho Nam Phong. Nếu trận này xong sớm thì mình sẽ đánh luôn nửa bàn này. Thật anh em theo dõi xem mình đó giải tê như nào nữa. Sợ mình không làm tốt như em Nam Phong luôn đi. Nam Phong tuổi trẻ và mình thấy em đánh rất là tốt. Đánh an toàn nhưng có vẻ chưa đủ an toàn lắm. Khi mà Minh Quang vẫn có thể ăn được cho mình đi từ số 1. Mình nghĩ là con bi từ số 3 không khó với Minh Quang. À, con cái thì nó lại nói là không. Khó rồi. Minh Quang đã mắc sai lầm cú đánh 2 vừa rồi. Đây sẽ là cơ hội để Nam Phong có thể giành lại cho mình một điểm số nữa. Biết thì chia sẻ lên mọi người biết thôi nhé. Đúng rồi, 2K11, 2K12 uy tín luôn, ngưỡng mộ quá. Xem sướng luôn. Trận đấu này thì Minh Quang có vẻ như là vừa đen mà có nhiều những cái tình huống mà chính bản thân Minh Quang cũng xử lý lỗi nữa các bạn ạ. Đâu đã rồi, 3K. Mình có tính trung bình thôi, 25K. Nào, ui, vườn hột, phong tốt quá, tiếc luôn á. Phong Bắc Giang đang dẫn 7 bạn nhé, bản tỷ số, ai ngồi bên nào tỷ số bên đấy, anh em cứ theo dõi. Bản tỷ số thôi, anh em tập bản hiện ngay cạnh chỗ ngồi cơ thủ đấy. Tê rồi á, không phải tê đâu, từ đầu trận tê rồi trận đó, ai cũng tê hết, thì ai có thể vượt qua cảm xúc tê của mình, đi xuống lỗ thì vào hết bản như là hay.
tâm lý là bình thường em thôi, nhưng mà tâm lý ở mức này tôi thấy là Tiền Phong Nam Phong đã làm tình huống xử lý như thế, có nghĩa là hơi thiếu cái sự chính xác một chút từ Nam Phong. Và có vẻ như Minh Quang sẽ có thể giành được điểm hưu đầu tiên ở trong trận thi đấu này. Đúng rồi, anh em suy nghĩ cực kỳ tiêu cực nhá, còn để đánh gậy quá hay rồi đấy. Cực kỳ luôn, cầu thủ Quang Gia thì nhiều người trong giới phủ biết đến anh. Điều còn chín quá thẳng rồi. Khó em đang phòng rồi. Điểm hưu dành cho Minh Quang. Nói chung là nếu như mà chúng ta mang Nam Phong để so sánh với những cái tài năng trẻ hàng đầu trên thế giới thì thực sự là nó vẫn chưa quá phe dành cho cầu thủ của chúng ta. Nam Phong thì mới chỉ 14 tuổi thôi, 2011. Cặp tuổi đẻ thì là... Đúng, cặp tuổi đẻ là 14 tuổi. Nam Phong vẫn còn rất là nhiều thời gian ở phía trước anh em ạ, còn nhiều thời gian để có thể như là học hỏi. Khải tóc dài, tiền xíu này. Đây là nhà thiếu Quảng Ngãi bạn ơi, xa lắm, mình từ Hà Nội về đây đi hàng nghìn cây số. Và đánh trực tiếp luôn, đánh một trận kết hợp với live stream cho anh em nhà xem đó. Là sao có thể xem trải nghiệm không khí nhà thi đấu này, môi trường thi đấu này, nhìn tâm lý của các cầu thủ như nào đó. Ôi đẹp quá rồi, phá như này thì quá khó. Khó rồi, em mang phong rồi. Đây là giải vô địch quốc gia toàn quốc. Là Pilat. Dạ không, không bạn ơi. Mỗi năm sẽ đánh ở một tỉnh thành khác nhau. Mình trước thì Phan Thiết, Nha Trang rồi đến có được cửa Vũng Tàu. Có bạn nhá, này không giới hạn độ tuổi đâu. Bây giờ chúng ta đã quyền chuyện thắng đấu này nó hoàn toàn nằm trong tay của Minh Quang rồi. Minh Quang có một tình huống khá rất tốt, điểm hưu thì đã có và chỉ cần thắng bán thi đấu này thôi. Why the set can be kìa. Cái đối thủ của em Nam Phong đó quá hay lắm, quá hay luôn. Đội mà em đánh xong thẳng lên 6 đều thì em cực kỳ là hay rồi. Lớn tuổi của em như thế thì quá hay rồi, không phải đến đây mục đích là chiến thắng đó. Mục đích của em là vượt lên bản thân thôi, chiến thắng chính mình, cả trải nghiệm cảm giác tê tê. Em có thể sớt hợp cơ nhá, cơ sẽ có những thông tin về các trận thi đấu. Năm ngoái hình như là có ai vô địch cái nhỉ, ai vô địch mình quên nên rồi anh em ạ, còn đáng nhá, năm ngoái vô địch. Cái giải dài vòng 1 thì năm ngoái là mạnh cho vô địch 9 và 10 đi luôn. Cháy. Ôi dồi ôi, tưởng là 1 chấm nhất tiếp rồi. Đã định nói là 7 vẫn khó này. Thế mà dập thôi thì có thể Minh Quang sẽ chuẩn bị lấy cho mình chiến thắng ở trong trận yếu này. Thì không phải thêm lần nữa nó tiếp từ chối. Đây là đôi bàn tay của Minh Quang. Lần trước thì nó có vẻ ở lỗ bên phải, lần này bên trái. Ai bị mục tiêu cần một tình huống đủ tốt với Nam Phong. Hơi thừa một tí trong công một có thủ rồi. Công tốt của Nam Phong. Mất đá kia. Trời nhá, 86 rồi. Đi rất là áp lực. Con đi vừa rồi phải cần một đối thủ tốt của Nam Phong thì cơ hội giữ lại trận đấu với còn nguyên cho cầu thủ trẻ. Sai sót thì sợ nó sẽ bị bật đấy. Ok, Bia đã nhận xa nhiều cồn nhá, bóng này là cái khá xa và hơi cồn. Biết là thẳng đấy nhưng mà rất dễ sai số. Úi rồi ơi, đang nói chả thấy sai thế nào, giữa hòm như thế này, giữa hòm này. Thế rồi, bye bye em Phong, hẹn em mùa giải sau. Đấy rồi. Anh em sẽ theo dõi tiếp. Còn 9 quyết định của Minh Quang. Và nếu như kết liễu thành công được con 9 này, liệu Minh Quang có nhìn vào máy quay và cười hay không? Thua là nào, thua là con 9 dành cho cầu thủ Minh Quang. Anh nhìn vào máy quay và không anh cười, còn đã có những khác ăn mừng nữa. Nhưng Minh Quang có chiến thắng trước Nam Phong. Chúng ta đã là an ủi cầu thủ trẻ của chúng ta.
thất bại thì là mẹ thành công và chúc cho Nam Phong tiếp tục thành công hơn ở những giải đấu tiếp theo mà em tham gia. Em đã tham gia rất nhiều giải đấu về thắng thua là chuyện bình thường nhé. Tuổi trẻ là đã háo thắng tiếc nuối trong thua thì khó phát triển lắm. Vâng, cảm ơn các bạn theo dõi bình luận của mình trong trận đấu liên quan bên Nam Phong này luôn nhé. Video cả. Bàn này sẽ quay trở lại sau tôi vào bàn đấy. Biến tiếp theo của vào khởi động như anh em cổ vũ 2024. Đấy tôi tê quá thì comment ở quê rồi.